Chúng ta xem xét một cái bài toán không quá phức tạp nhưng cũng không kém phần thú vị sau ha. Ở đây chúng ta xét xi là các số thực thay đổi thỏa mãn cái điều kiện bất thức này nè. Thì chúng ta chú ý rằng chúng ta thấy sự xuất hiện của 2x cộng y nè, xuất hiện của mx nè. Ở đây 2x này nè, và còn này là trong bên tay trái này là có hai log này về của 2x cộng y. Chúng ta đưa cái con 2x này vào trong log đi thì nó sẽ là log này về của em 2x ha. Thì nó gom với cái số hàng này sẽ xuất hiện em ghi trên căn bậc 2 của 2x cộng y ha. Ta có hai lần em mũ x trên nhân căn bậc 2 của y cộng y cộng cho lớp 13 của 2 cộng y nhỏ bằng 2 cộng 2. Ta thể đơn giản mọi thứ bằng cách chia hai vế cho 2 ha. Thì được em biết trên cho căn bậc 2 của 2 cộng y cộng cho 1 phần 2 lớp 13 có 2 cộng y bằng x cộng 1. À, chúng ta chú ý rằng là 1 phần 2 log nucleus A nè của A dương ha, phần log nucleus của căn bậc 2 của A dương. A thì nó bằng log nucleus của em A ha. Và từ đó ta có được điều sau. Mình ghi luôn cái công thức sau nữa. Cấp hiệu hiệu hai log chứ ha, bằng log thương log A trừ log B bằng log B A trên B. Này tổng quát là alpha log B A này thì bằng log B của A mũ alpha ha, với mọi A B dương nha. Rồi từ đó ta có cái phần màu đỏ như là phần nháp tuần ghi chú ha, E mũ X chia cho căn bậc 2 của 2 cộng y để cộng cho log nucleus B của căn bậc 2 của 2 cộng y này trừ cho log nucleus B của x em x này trừ 1 này nhỏ bằng 0 này tương đương e mũ x trên cho căn bậc 2 của 2 cộng y trừ ha log nucleus B của em x chia cho căn bậc 2 của 2x cộng y cho 1 0. Từ đó ta có được cái điều này tương đương với FT là 1 0, với T nó bằng T y ha, phụ thuộc cả x và y bằng em x trên cho căn bậc 2 của 2x cộng y. Dĩ nhiên T dương ha. Và ta có FT sẽ là như sau. T này, trừ log nucleus T trừ 1 này. Ta dễ dàng thấy là không chính là F1 ha. Đây bằng F1. Lưu ý rằng không chính là F1 ha. Thì một cách tự nhiên chúng ta sẽ xử lý, chúng ta sử dụng cái công cụ hàm số, chúng ta chắc là chúng ta biến đổi này tương đương với t nhỏ bằng 1 đúng không? Do cái chất đương điệu chẳng hạn, hoặc là t lớn bằng 1. Nhưng thực ra ở đây nó rất là đặc biệt. Cái hàm số này đặc biệt, cái hàm số này nè, luôn lớn hơn bằng nhận luôn những giá trị luôn lớn bằng F1, tức là lớn bằng 0 ha. Do đó FT này nó nhỏ bằng 0 sẽ tương đương với T bằng 1 luôn ha. Ta có thể khảo sát hàm số để thấy được rằng là FT luôn lớn hơn bằng 0. Ta có FT
đạo hàm của FTT này bằng 1 này, trừ cho 1 phần t này, với mọi t dương này. Và ta cũng có là f phẩy t bằng 0 tương đương t bằng 1. Ta có thể lập bảng biến thiên cho hàm f ha. Biến thiên của f. Đây chính là t 0 1 cộng vô cùng ha. F phẩy t. T không à, khi t nhỏ hơn 1 thì f phải t âm ha. T lớn 1 f phải t dương cả những tiền chứ các bạn của mình hơi xấu ha. Đây là f1 bằng 0 ha. Do đó ta có FT luôn lớn bằng 0 bằng F1 ha. Với mọi T lớn bằng 0. Được ha. Chính vì thế cái điều bên trên này nè tương đương. Thì là điều sau nè. Được. Mới đánh dấu xong. À, các cái ràng buộc trong đề bài này sẽ tương đương với FT nhỏ bằng 0. Mình ta có FT luôn lớn bằng 0 ha. Do đó, cái điều đó tương đương T bằng 0 ha. Chúng ta có một cái sự thật là FT luôn lớn bằng 0 với mọi T dương. Còn cái ràng buộc của người ta cho là FT nhỏ bằng 0. Do đó, sao tương đương FT bằng 0? FT vì thế sao tương đương t bằng 0 tương đương FT bằng 0 ha. Sao tương đương FT bằng 0 chúng ta cũng sẽ có FT chỉ bằng 0 khi về trước khi t bằng 1 ha. Đây e mũ x bằng căn bậc 2 của 2x cộng đi tương đương y bằng e mũ 2x trừ hay được ha. Như vậy chúng ta có sự ràng buộc giữa x và y như thế này à, được ha. À, thì cái ràng buộc này nó sẽ đơn giản hơn so với ràng buộc ban đầu ha. À, chúng ta xét cái hàm số x bằng e mũ 2x trừ 2x. À, khảo sát hàm số chúng ta sẽ nhận được điều sau. Số h ha à, đó. Hx này. Luôn lớn bằng h0 này. À, bằng 1 ha nhưng mà trục trặc số thật à, do đó y cũng là bằng hx và luôn lớn bằng 1 được ha. À, và gì cho bằng xảy ra khi x bằng 0 ha. Do đó vì thực tận giá trị nhỏ nhất của y và bằng 1 ha. Thì ta đã giải quyết xong cái bài toán. Ta sử dụng công cụ hàm số hai lần ha. À, thật ra hai cái hàm số này nó có liên hệ mật thiết với nhau nha. Mép và hàm h.
Rồi, chúng ta kết thúc ở đây.